Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ, hiện tại thì Nương đang có mặt tại nhà của cô Tư Lanh. Dạ, hôm nay thì Nương đến đây để thay mặt cho cô Diệu Hồ đến giúp đỡ cô Tư Lanh nha. Dạ, thì cô Tư Lanh bị bệnh tiểu đường rồi bị động kinh rồi bị bệnh tim đúng không bà cô chú? Dạ. Dạ, thì hôm nay thì Nương đến đây để hỏi thăm sức khỏe của cô như thế nào nha. Hỏi về tình hình sức khỏe của cô sao rồi cô? Đi vợ đi chăm chăm cứu cái giò, hai cái giò nó mà nghe miếng nhất muốn giật. Dạ. Rồi cái đi chăm cứu được mấy ngày rồi. Dạ. Rồi mình chăm cứu thấy bớt không cô? Thấy là đỡ đỡ vậy. Dạ. Nhất quá nhất rồi. Rồi hỏi về cô có đi tái khám rồi không cô? Cái tám rồi bác sĩ. Dạ. Bác sĩ kêu mà đi trên đi chăm cứu đi. Chứ giờ nhất quá người ta để thuốc uống đâu có hết. Dạ. Còn anh hổng ngày có đi làm được không anh? Làm được ở nhà. Ủa, để làm được nhà nào không đâu? Ừ, ở nhà săn sóc cho cô không, không có đi làm phụ hồ được không? Tại vì bác sĩ bữa 2 tháng rồi đó, bác sĩ nói giờ ở nhà tôi bả cái giò bả nhất như bả quỵ như giờ nào quỵ nhất nhiều quỵ cái nó đi luôn đó. Dạ. Bác sĩ không cho làm. Còn bả cho bả khỏe chừng 2-3 tháng đi rồi hả đi. Vậy là anh ở nhà săn sóc cho cô, anh không có đi làm được. Hôm nay cô nhất quá cô phải đi chăm cứu cho nó bớt. Thôi đỡ đỡ. Tại hai bà con mơ đi vậy nè, lấy đi rồi bả lấy nhà to bả luôn. Dạ. Giờ cô đi tới đi lui gì cũng được chứ cô, hay là cũng phải dìu đi mới được. Nhiều đi chứ đi xa là té. Dạ. Không như đi bà đi bình thường được mà đi ra ớ mà đường lộ thì té không ai được gọi. Dạ. Dạ hôm nay thì con đến đây thì con cũng thăm hỏi sức khỏe của cô Tư. Sau đó con cũng thay mặt cho cô Diệu Hồ gửi tặng cô Tư một phần quà nha. Dạ. Cái này là gồm 10 kg gạo với một thùng mì. Dạ. Để cho cô Tư với anh ăn uống hàng ngày. Dạ. Dạ. Thì cô cũng gửi thêm cho cô Tư là số tiền 1 triệu để giúp cô tiền thuốc nha cô. Dạ. Dạ đây. Cô gửi cô 1 triệu. Dạ. Đây của cô Diệu Hồ gửi tặng cho cô nha. Dạ, còn đây là cô Diệu Hồ cũng muốn gửi tặng cho anh số tiền 500 ngàn. Để giúp anh ăn uống trong cái thời gian mà săn sóc cô Tư. Đúng rồi. Dạ. Dạ cũng cảm ơn cô. Dạ. Thì cô Diệu Hồ thấy được hoàn cảnh của cô Tư cũng rất là khó khăn. Cô bệnh không có... Dạ giúp đỡ cô cảm ơn. Làm được gì hết. Thì cô cũng muốn gửi cái phần quà này giúp đỡ cho cô Tư một phần trong cuộc sống. Dạ. Thì cô cũng... Cô Diệu Hồ cũng chúc cho cô Tư có nhiều sức khỏe luôn, cô mau hồi phục. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Thôi con cũng chúc cho cô với anh có thật nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Dạ thì hôm nay con rất là vui khi được thay mặt cho cô Diệu Hồ đến thăm hỏi và giúp đỡ cô Tư Lanh. Thì cô bị rất là nhiều chứng bệnh luôn không mà cô chú, bị bệnh tiểu đường rồi bệnh tim rồi bệnh động kinh nữa, chân thì bị nhất không có đi lại bình thường được. Dạ. Thì hôm nay thì cũng rất là vui khi được cô Diệu Hồ giúp đỡ cho cô một phần quà để cô trang trải trong cuộc sống. Thì con cũng cảm ơn tấm lòng của cô Diệu Hồ rất là nhiều. Thì con kính chúc cho gia đình của cô có thật nhiều sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui và thành công trong công việc và cuộc sống luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ, vậy thôi con chúc cho cô mau hồi phục nha cô. Dạ. Dạ, thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.